À, cô chào Thế Thảo nhá, cô và con sẽ nghe lại video bài đọc ngày hôm nay của con nha. Con xin học chim để ai come No. Cái này là từ gì đấy? Từ đầu tiên mình sẽ đọc là island. Từ thứ hai icon. Ice cream. Mình sẽ đọc là ice cream. Team. Từ này không đọc là team. Nếu mình đọc là team nó sẽ là vần rông yêu y dài trong cái từ team, đồng đội á. Team mình sẽ đọc là time, âm i ai mà con. Time. Chini. Không đọc là Chinese. Invite. Lion. Chú ý trọng âm nhá. Lion. Smile. Nào, cái hai từ này con đọc đang bị nhầm với nhau này. Từ đầu tiên trong hàng thứ ba. Size. Từ thứ hai. Shy. Bay. Coley. Nào, từ này. Cry. Ski. Con đọc ski. Sky. Ok. Video tiếp theo nha. What's the name thing of in the H? R-E. Owl. Charlotte. Owl. Now, cái từ tiếp theo con không đọc là R-E nhá. Từ này sẽ đọc là oi. Oi. Nào, từ đầu tiên. Oil. Toilet. Can. Không đọc là can. Từ này sẽ là coin. Knife. MB. River. Now, employee. Joyful, royal, joyful, và royal, bar. Nào, từ này không đọc là bar. Từ này có đọc là bar sẽ là ma nhá. Boy. Cowboy. Dirty. Nào, từ này không đọc là dirty. Destroy. Enjoy. Enjoy. Try. Nào, từ này không đọc là try. Toy. Chúng ta xem video thứ ba nha. Amazing. Daydream. Cake. Game.
sao tôi lại không đọc where, sẽ là lòng wave, 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 wave. Nào từ này sẽ đọc là grape, grape, grape. Keep, steak, steak, steak. Keep, runny, runny, complain, complain. Now complain, complain. Holiday, holiday. Nào không đọc là holiday, âm ơ, holiday, holiday. Imitate. No. Không đọc là imitate. Imitate, imitate, imitate. Thảo chú ý nhá, mình cần phải sửa rất nhiều từ, đọc rõ hơn nha con nha. Rồi, cô chào Thế Thảo nha.